Hello mọi người, trên tay mình đây là cái tai nghe True Wireless tên là Neura True. Đây là một cái tai nghe chống ồn chủ động, có cái thời lượng pin là 6 tiếng và ở trong cái hộp sạc của nó là 18 tiếng. Nó có một cái chức năng rất là hấp dẫn, đó là cái chức năng Personalized Sound, có nghĩa là cá nhân hóa âm thanh theo cái phản hồi âm học ở bên trong tai của các bạn. Đây là cái hộp sạc cũng giống như là cái travel case của Neura True và nó sử dụng cái chấu sạc là USB Type-C. Tai nghe nó có cái phần faceplate khá là to, đây là hai cái bề mặt cảm ứng để mà điều khiển nhạc cũng giống như là kích hoạt một số cái chức năng giống như là chống ồn chủ động hoặc là nghe âm thanh từ môi trường bên ngoài. Tai nghe nó sử dụng silicon eartips ở đây, đồng thời nó phối hợp thêm một cái earfin để giữ cho tai nghe nó bám chắc vào khung tai, giúp cho nó không bị rơi ra khi mà chúng ta di chuyển hoặc là vận động. Retro nhìn nó có vẻ to xác nhưng mà thực tế ra là nó fit rất là vừa với cái khung tai của mình, nó không cộm, không cấn và cái trọng lượng của nó rất là nhẹ nên đeo rất là thoải mái. Bây giờ mình sẽ kết nối Neura True với điện thoại của mình và bắt đầu thực hiện cái việc là cá nhân hóa âm thanh để nghe nhạc cho hay. Đầu tiên thì bạn sẽ tải cái app Neura này về và bạn bắt đầu tạo một cái profile theo tên của bạn. Sau đó app nó sẽ yêu cầu bạn làm một cái fit test để coi là hai cái tai nghe này nó có kín tai hay không. Sau khi mà nó đã đo là kín rồi á thì nó sẽ bắt đầu cá nhân hóa cái âm thanh theo cái phản hồi âm học ở bên trong tai bạn, và cuối cùng nó sẽ đưa ra một cái sound profile dựa trên cái phản hồi âm học đó. Nghe nó sẽ hay hơn là so với để cái chế độ neutral rồi. Bên cạnh đó thì nó còn có immersive mode này là để điều chỉnh cái lượng bass.